Rồi, bạn Tháo Dây à, chào các bạn. Hôm nay xuống tham quan vườn bạn Ước mới lấy thêm mấy tác phẩm ruối, mấy cây ruối rất quý. Bạn vừa trở về nơi xong à? Cũng mới lấy về sáng mà. Đẹp quá nhỉ. Ui giời, bó đá đẹp nhỉ. Ôm. Chảy xị bên này dễ bẹt rồi. Ép hai hòn đá đúng không? Mỏng qua khe à? Chảy hết xuống đá. Ui giời. À đấy. Đẹp thật đấy. Đồ này về có giao lưu không, có khách có giao lưu ngay không hay là để chơi? Các bạn nó thích thì vẫn cứ giao lưu, nhưng lại không giao lưu thì chơi thì... đúng rồi, vừa chơi vừa giao lưu nó vui đúng không? Cũng phải có thương mại tí nó mới vui. Đúng, đúng phải thế. Bạn đọc số điện thoại tí nào. Số điện thoại đâu nhỉ? Nhìn vào chào khán giả ấy. Đấy, chào mọi người nhá. Mình đây ra dây. Thôi anh em có dịp thì cứ đến nhà chơi. Đúng rồi, đọc số thì biết thì nên được chứ. Cứ đến nhà bán sách thì không biết. Đọc đi. Của tớ là 0983 011 478. Rồi, ok bạn. Bạn nào mà thích những cây nào cứ điện theo số của ông chủ vừa cho nhá, kiểu gì cũng bê được. Kiểu gì bê được. Bảo đốt cái dây này ra cho nó. Bảo ra. Quang chưa? Chưa. Vẫn cây này. Đẹp. Nói đó, chung là cây đẹp. Cái sai này là hai người bên lại, bốn người cả đá này, bốn người đẹp hình lắm này. Ôi cây này trông giống cái cây ở form, giống cái cây gì ở ngoài triển lãm nhỉ, tên là cái gì nhỉ? Kỳ lân du xuân. Đây là kỳ lân du xuân con này. Cháu. con đấy, rất giống y xì luôn, mà con này trông có vẻ nó còn hầm hố hơn kỳ lân mẹ nhỉ. Kỳ lân mẹ. Như cái này thì tầm độ khoảng mấy năm nữa theo như dự định của bạn là sẽ xong. Cũng khá lâu đấy bạn. Khá lâu nhỉ. Nó tùy theo cây, vừa chơi vừa làm thôi, nhưng mà là xong thì tiếp nó bao giờ nó mới xong. 3 năm nhỉ. 3 năm trước cây được xong rồi. Nhìn rất phong. Đúng rồi. Cái cây này còn hoàn thiện rồi. Đẹp đấy các bạn ạ. Với cái size cao khoảng 70 thôi. Đấy. Ui. Trông như là cái mũ ấy nhỉ. Úp vào. Nhẹ các bạn này. Cái này tay. À hòn đá này là mới đánh đây nhỉ, mới cắt đi đúng không? Ừ. Đấy, hai tạ. Gần hai tạ. Toàn cái đồ nặng này, toàn thấy đá. Đá cầy cứ dính vào nhau này. Tốc độ chỉ 3-40 thôi. Chết này. À đây cũng lại kỳ lân du xuân nữa này. Ủa sao lắm kỳ lân thế? Con này thì con này dàn tay gấu hơn rồi nhỉ. Với cái size cao gần 1 mét các bạn. Mình lại dây rồi. Lại dây rồi. Đẹp. Kỳ lân du xuân. Già nhỉ, cái cốt ruối già nhỉ. Cây già nhìn nó trắng phau, nhìn nó sướng. Nhưng mà ruối trắng chỉ có một bình định. À trắng đẹp nhỉ. Thế nhưng mà ruối mình nó già nó trắng đúng không? Không trắng đâu. Bình định trắng hơn. Muối. Đấy, quá khủng khiếp, to lắm các bạn. Xài rất to. Nay bạn Đức lấy thêm 3 cây ruối. Sách vừa chia sẻ với quý vị các bạn là chia sẻ thêm một số những tác phẩm ruối ở vườn nhà bạn Đức này. Cây ruối này mới lấy được lâu lâu, chắc độ vài tháng này. Bây giờ ôm đá này nhiều lắm, bạt ngàn. Rất nhiều suối. Đấy. Rất nhiều. Xanh này. Cây xanh rất đẹp nhá các bạn ạ. Dạ. Dừng lên
Vâng, chương trình đến đây xin phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.